Một tay chị không che nổi bầu trời, gia đình em đã không im lặng thêm nữa. Để chị vùng vẫy trên thế là đủ rồi. Phải lời gửi đến Âu Hà My, người từng là vợ của cậu và là người em gọi là mợ. Chị Âu Hà My ơi, chị về làm dâu nhà em gần một năm nay, việc nhà chị chưa bao giờ phải làm. Theo trí nhớ của em thì chị chưa nấu ăn cho gia đình đến bữa thứ hai. Chị cũng không phải động tay vào bất cứ việc gì. À, chị là viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận mà tự nhiên em quên mất. Chị nói xem ai làm dâu mà như chị ngủ đến 12 giờ dậy, mẹ chồng cơm nước xong xuôi, cả nhà gọi chị lên ăn cơm chị còn đủng đỉnh đến nửa tiếng không ạ? Chị lên mạng xã hội, chị đảm đang giỏi việc nhà, đảm việc xã hội là người vợ, người con dâu mà các anh mơ ước. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết chứ không phải thực hành. Từ lúc yêu nhau, bố chị sức khỏe yếu đến đi viện, cậu em bỏ lại công việc để chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, đi theo sang xin chăm nom bố chị ngày đêm túc trực. Nhà chị còn muốn như thế nào nữa? Bố chị mất, nhà chị neo người, cậu em về bên đó để quản lý cũng như chăm sóc gia đình mà nhà chị mà còn không hài lòng. Gia đình chỉ nói cậu em vô ơn bội nghĩa. Đừng mở miệng ra nói là thằng này không có gì mà đu bám đào mỏ nhà vợ. Em xin lỗi chứ, không môn đăng hộ đối thì ai ngay từ đầu cũng chẳng lấy nhau đâu. Chị thích chụp ảnh cưới cầu hôn minh pháp, thuê ekip gần 20 người để quay chụp, tổ chức cưới, sửa nhà theo sở thích của chị. Nhà em vẫn chịu hết cơ mà. Vấn đề chính là gia đình chị nhắc đi nhắc lại là cậu em vỡ nợ và ông bà em đã phải đến tận nhà chị để vay 1 tỷ. Đã mất công ăn đứng dựng ngược thì phải nói vài chục tỷ cho nó ai. Chứ nói chỉ 1 tỷ nghe hơi phèn. Chị nghĩ gần 1 tỷ mà chị là to nên chị cao giọng doanh hang. Nhưng chị nên nhớ nhà em cũng có thể cho chị gấp nhiều lần số tiền ấy. Em xin đính chính lại lần cuối là gia đình em không hề vay hay xin 1 tỷ của nhà chị. Đừng tự cho mình cái quyền vu khống bôi nhọ danh dự rồi làm ảnh hưởng đến gia đình em bằng những lời lẽ vô căn cứ. Cả nhà chị hùa nhau bảo cậu em vậy là diễn viên tốt nhất nên về soi lại bản thân và gia đình mình đi. Chị quay clip bắt cậu em ký vào đơn, tại sao cậu em không ký, tại sao cậu em phải lay hoay. Vì cậu em đã ký đơn trước đó nên cậu em còn phải đọc lại, chứ không thể tùy tiện ký. Chứ đến ngày 14 tháng 8 cậu em lại là người đâm đơn ly hôn. Chị bắt cậu em ký 2 lần rồi nộp đơn lên tòa. Bắt ký lần 2 để chị quay clip để ra ai trên mạng xã hội. Chị và cậu em đã sống ly thân một thời gian rồi, chứ không phải mới đây. Mọi người tin ý thì có thể thấy clip cắt ghép. Sao không úp khúc gia đình chị xứng vào chửi đi, cứ phải tỏ ra có học thức làm gì. Con người danh gia vọng tộc có học thức, nhưng chị về nhà chồng được mấy thở đã bắt đầu phân biệt. Chị A, chị B có tiền nhìn sang cảnh một tí, còn chị C, chị D không bằng thì chị ở nhà xăm soi chị. Nói thật với chị là nhà em còn bận làm ăn không rảnh, nên chị cũng bước ảo tưởng và nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ đi. Cái cách hành xử của chị với nhà chồng hơi tí bảo bố mẹ chồng là thằng là con, các chị chồng là cái lũ nhà quê rẻ rách. Cái giọng điệu hơn phân biệt và cách ứng xử kiểu thành phố của chị thì cho em hỏi thằng đàn ông nào dám biến ra đây bảo chịu được. Một người vợ không coi gia đình chồng ra gì. Nhà em đông con đông cháu thì chị bảo chị là một con một quen rồi, còn nhà em là con đàn. Vậy chị định nghĩa thế nào là từ con đàn à? Chị nghĩ mình là cành vàng lá ngọc thì gia đình em cũng coi cậu như kim cương ngọc sòn nhé. Về chuyện chị có bầu sải thai, em nghĩ chị nên đính chính và công khai lại đi ạ. Chứ ai lại sải xong hôm sau đó đi đánh rom như thế hay? Nghe mọi người nói gia đình chị kinh doanh chuỗi khách sạn phố cổ, còn chị là thạc sĩ, là cô giáo hát ghê. Với gia thế khủng và giàu như thế thì em nghĩ chị nên đăng ký học một khóa makeup là nhân cách, hoặc là khóa học cách bớt ăn không nói có. Đừng sống ảo và giả vờ làm tâm đức nữa, gia đình em thấy chị diễn thế là đủ rồi. Em chúc chị hạnh phúc và tìm được người yêu chiều cung phụng chị và chấp nhận xỏ khuyên mũi cho chị dắt đi chơi công viên. Còn chị định dắt gia đình em thì xin lỗi, chị nhầm đối tượng rồi hả? Châm lửa đốt nhà hàng xóm làm gì rồi để cháy nhà mình trước? Mọi người đều nghe câu chuyện từ một phía rồi, nhảy vào tát nước theo mưa lo gia đình em đi sỉ nhục, xúc phạm anh chị, nên xem lại mình đã tốt đẹp chưa? Anh đừng soi bãi rác nhà em mà quên đi đóng cứt trên đầu mình. Tất cả những gì hãy sống thật với bản thân của mình đi ạ.
Nguồn Tố Uyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.